Sáng nay, Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng tổ chức công bố quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố về bổ nhiệm viên chức quản lý tại Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng. Theo quyết định được công bố tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định bổ nhiệm ông Lê Thanh Quang, Trưởng phòng Điều hành giám sát 2, Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý trong thời hạn 5 năm kể từ ngày công bố quyết định. Ông Lê Thanh Quang, sinh năm 1980, có trình độ chuyên môn thạc sĩ mạng và hệ thống điện, cao cấp lý luận chính trị. Tại lễ công bố, lãnh đạo Sở Nội vụ chúc mừng ông Lê Thanh Quang được Ủy ban Nhân dân thành phố tin tưởng giao nhiệm vụ mới và đề nghị tiếp tục trau dồi, rèn luyện, phát huy sở trường, năng lực chuyên môn cùng tập thể đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.